Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động rời Hải vực Thiên Phong đến Thiên Thiên vực. Trên đường đi, hắn bắt gặp đoàn người của hải tộc, có vẻ chúng đang truy bắt một kẻ nào đó. Sau đó, Lâm Động đi đến một hòn đảo để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một cô bé lạ mặt bỗng xuất hiện ở cạnh hắn. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Ai? Lâm Động hơi giật mình, ngẩng đầu lên cảnh giác. Sau đó hắn hơi khựng người vì nhìn thấy trên ngọn cây cách đó không xa có một nữ đồng mặc thanh y, đôi mắt to đen láy đang nhìn chăm chăm vào con cá nướng trên tay hắn. Nữ đồng này có vẻ còn rất nhỏ, nhưng rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ vậy, trên đầu buộc hai bím tóc tinh nghịch. Những tiểu nữ hài thế này, nếu nữ nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không kềm được mà ôm vào lòng, nhưng Lâm Động thì đương nhiên. Không nghĩ vậy, ngược lại ánh mắt đầy cảnh giác, tiểu nữ hài này xuất hiện quá bất ngờ. Đến hắn cũng không biết làm thế nào mà cô bé lại đến gần hắn được như vậy. Lâm Động và nữ đồng thanh y nhìn nhau, cô bé nhìn hắn rồi không kềm được nhìn sang con cá nướng, miệng lại nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Động thấy thế không khỏi thấy buồn cười, sự cảnh giác thu về bớt, sau đó quơ quơ con cá, muốn ăn không? Nữ đồng thanh y gật đầu không chút do dự, nhanh chóng tiến lại gần. Ngọn lửa mở to mắt nhìn Lâm Động cười thầm, sau đó đưa con cá ra, không sợ có độc thì ăn đi, muội không sợ. Nữ đồng thanh y đáp nhanh, giọng cô bé thanh tựa ngọc rơi lên đĩa bạc, tuy còn non nớt nhưng hiển nhiên khi lớn lên sẽ mê hoặc không ít nam nhân. Nói rồi cô bé nhận lấy con cá lập tức ăn ngấu nghiến, Lâm Động cười khẽ, sau đó lấy ra một con cá khác đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt quét qua người nữ đồng, sau đó hắn nheo mắt lại, trên cánh tay cô bé có một vết thương, rất chướng mắt, trên vết thương có máu khô đọng lại, muội bị thương à, Lâm Động vừa nướng cá vừa tiện miệng hỏi, do một tên đáng ghét gây ra. Nữ đồng gật đầu nói, Lâm Động ồ lên một tiếng nhưng cũng không hỏi gì thêm. Một lát sau, hắn lại đưa cá ra, nữ đồng cũng không khách sáo, nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng. Dạ dày nữ đồng này cũng thật đáng kinh ngạc, Lâm Động đưa liên tiếp hơn 20 con cá lớn cô bé mới ngừng ăn, vỗ bụng nhìn Lâm Động cười. Cảm ơn đại ca ca, khóe miệng cô bé lúc này đầy mỡ, nhưng nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến Lâm Động thầm cảm thán. Nếu là một nữ nhân thì đã đầu hàng trước nụ cười kia rồi, muội tên gì? Lâm Động đập đập tay, cười hỏi, Mộ Linh San. Nữ đồng thanh y vân về bím tóc, sau đó nhìn Lâm Động, còn đại ca ca, Lâm Động mỉm cười, cái tên bình thường thật. Mộ Linh San cười hi hi nói, nghiêng đầu hỏi, thật ra muội không phải bị cá nướng hấp dẫn đâu, chỉ là khi nhìn thấy đại ca ca thì muội không kiềm được mà đi theo, muội theo ta. Từ khi nào? Lâm Động giật mình, là khi huynh gặp mấy tên kia ấy, từ lúc đó là muội đã đi theo huynh, Mộ Linh San nói. Lâm Động giật mình, hắn bị theo dõi cả ngày trời mà không có chút cảm giác nào, tiểu nữ hài này rốt cuộc có lai lịch thế nào, tại sao muội lại theo ta? Lâm Động hơi nhíu mày, hỏi, không biết. Câu trả lời của Mộ Linh San khiến khóe miệng Lâm Động giật một cái, cô bé lắc đầu khiến hai bím tóc cũng chuyển động theo, dù sao cũng là đi theo, chẳng biết tại sao, chỉ là muội cảm thấy ca ca sẽ không làm hại muội. Lâm Động chau mày, mọi việc đúng là quỷ dị, tại sao Mộ Linh San lại tin một người chưa từng gặp mặt sẽ không làm hại mình, đại ca ca. Muội bị thương, phải nghỉ ngơi trước đây. Mộ Linh San mặc kệ Lâm Động đang nghĩ gì, cười hi hi nói một câu rồi nằm cuộn trong như con mèo con trên hòn đá mà ngủ. Dưới ánh lửa chập chờn, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định. Hắn nhìn Mộ Linh San đã ngủ say, tiểu cô nương lai lịch thần bí này lại ngủ không hề đề phòng gì bên cạnh hắn. Hử, Lâm Động bỗng phát hiện trên người Mộ Linh San phát ra thứ ánh sáng xanh sẫm bao quanh người cô bé. Khi thứ ánh sáng đó xuất hiện, vết thương trên cánh tay cô bé lành lại với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. Cái này, Lâm Động thầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng đặc biệt phát ra từ thanh quang. Bất tử diễn thiên pháp, tiếng kêu kinh ngạc của Nham vang lên. Bất tử diễn thiên pháp, đó là cái gì? Lâm Động khựng lại hỏi. Tiểu cô nương này lẽ nào thuộc bất tử thánh kình tộc, có pháp thuật độc hữu của gia tộc đó sao? Nham lẩm bẩm, bất tử thánh kình tộc. Nghe thấy cái tên này, đồng tử Lâm Động co lại. Tuy hắn không rõ lắm về hải yêu tộc nhưng hắn cũng biết bất tử thánh kình tộc là chủng tộc rất khủng bố trong số các hải yêu tộc, cũng không đúng. Thể chất của tiểu cô nương này không giống bất tử thánh kình tộc thuần túy, nhưng sao lại biết bất tử diễn thiên pháp chứ, thể chất này đến ta cũng không nhìn rõ được, giọng nói của Nham có chút nghi ngờ, điều này khiến Lâm Động không khỏi chép miệng. Mộ Linh San này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến Nham cũng không nhìn rõ được, tại sao cô bé lại nói không tự chủ được đến gần ta, lẽ nào là nói dối, Lâm Động hỏi. Không giống, tâm hồn tiểu cô nương này rất trong sáng. Hiển nhiên là nói thật, còn vì tại sao đến gần ngươi thì có lẽ vì ngươi có thứ gì đó hấp dẫn cô bé. Nham trầm ngâm, đúng là quỷ dị, Lâm Động chau mày, hắn nhìn Mộ Linh San không hề đề phòng mình, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Dù thế nào thì ngày mai hắn cũng phải rời khỏi đây một mình,
Việc không rõ họa hai phúc này, hắn không muốn dính vào. Nghĩ vậy, Lâm Động dần nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm yên tĩnh trôi qua, đến sáng hôm sau, cuối cùng Mộ Linh San cũng tỉnh dậy, đôi mắt đen lái lại tràn đầy linh động. Lâm Động cũng mở mắt, nhìn Mộ Linh San, cười nói, muội ngủ ngon không? Mộ Linh San cười hì hì gật đầu, nhìn vết thương đã lành trên cánh tay, chép miệng rồi quay sang Lâm Động, đại ca ca, cảm ơn cắn ngướng của huynh, muội đi trước đây. Vừa dứt lời thì thân thể nhỏ bé của Mộ Linh San đã bay lên ngọn cây cao, sau đó lưỡng lự một chút, cầm bím tóc nói, đại ca ca, đừng đi theo hướng của muội. Lâm Động khựng người, định nói gì đó thì Mộ Linh San đã cười lanh lành, sau đó biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Động. Lâm Động nhìn về hướng đó, cuối cùng cười khổ, rốt cuộc là thế nào vậy? Lâm Động không đi ngược lại với hướng Mộ Linh San vừa đi, nhưng Lâm Động cũng không đi cùng hướng với cô bé. Hắn vẫn chỉ đi theo con đường được đánh dấu trên bản đồ để đến Thiên Thương Vực, hắn không cố tình trốn tránh hay chờ đón cái gì. Vì thế khi hắn bay trên biển được khoảng một tiếng, thì cảm nhận được hướng bên trái truyền tới một luồng năng lượng cuồng bạo, vẻ mặt rõ ràng có sự bất lực, trong luồng năng lượng đó mang theo sát khí rất nặng. Rõ ràng những kẻ đó có lẽ là tiểu đội của huyết ma gia tộc mà hắn gặp hôm qua. Trong đó lại có một đạo khí tức khá quen thuộc, điều này khiến nét mặt Lâm Động thay đổi. Lâm Động đứng trên không, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa. Trên mặt biển phía đó dường như có những trận sóng cuộn trào, thỉnh thoảng có âm thanh động trời. Hiển nhiên ở đó đang diễn ra một trận kịch chiến, muốn đến đó xem không? Ta rất có hứng thú với tiểu cô nương đó. Tiếng của Nham vang lên, Lâm Động nghĩ chắc Nham hứng thú vì không rõ thể chất đặc biệt của Mộ Linh San. Người cũng bảo tiểu cô nương đó không đơn giản, tuy huyết ma gia tộc rất khó đối phó, nhưng chắc cô bé cũng thoát thân được. Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu, huyết ma gia tộc không dễ gây vào, bọn chúng còn phiền phức hơn cả Cốt lão nhân. Mà Lâm Động lại không muốn dính vào những rắc rối đó, dù sao hắn và Mộ Linh San cũng chỉ gặp mặt một lần. Quỳnh quỳnh, Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo, ngọn sóng cao hàng trăm trượng cuộn lên rồi đổ xuống. Lâm Động nhìn về hướng đó, môi mím lại, cuối cùng ánh mắt hiện vẻ bất lực, đi xem sao, nếu cần thì ra tay giúp cô bé. Lâm Động cũng không biết tại sao hắn lại chọn cách giúp đỡ, có thể vì hắn không muốn nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu thế lại chết trong tay huyết ma gia tộc, hoặc có thể vì một loại cảm ứng kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng không thể nói rõ được. Thứ cảm ứng này tuy vô cùng mơ hồ nhưng quả thật Lâm Động cảm nhận được, thứ đó dường như được bắt nguồn từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể hắn. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, thứ cảm ứng đó đến hắn cũng không thể chắc chắn có thật hay không, nhưng nếu thật, lẽ nào Mộ Linh San lại có quan hệ gì với thôn phệ tổ phù sao? Lâm Động lắc lắc đầu vứt hết suy nghĩ phức tạp đi, nguyên lực hùng hồn bao bọc quanh cơ thể, sau đó hắn lao tù một cái xuống biển nhanh chóng tiến về hướng tỏa ra năng lượng kia. Trên hải vực trống trải, hàng trăm con sa ngư đỏ rực vây lại thành một vòng vây, bên trên mỗi con là một gã huyết ma gia tộc cao lớn, lúc này ánh mắt bọn chúng đều đầy sát khí khóa chặt nơi trung tâm vòng vây. Ở đó là tiểu cô nương mặc thanh y với hai bím tóc đang đứng trên không. Đôi mắt linh động đen lái của cô bé cũng nhìn bọn người xung quanh đầy phẫn nộ, hà hà, tiểu công chúa bất tử thánh kình, ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn theo bọn ta đi. Ngươi nên biết bọn ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu, ở giữa vòng vây có một đầu sa ngư rất lớn, trên đó là nam tử hung hãn được gọi là Hạ Thống Lĩnh, lúc này hắn đang nheo mắt cười, nhìn Mộ Linh San nói, bọn sa ngư khốn kiếp các ngươi, biết thân phận của ta mà vẫn dám động thủ với ta. Rõ ràng Mộ Linh San vô cùng giận dữ, nhưng lời nói đó chẳng có chút sức uy hiếp gì. Nhiệm vụ lần này của bọn ta vô cùng cơ mật, không một ai biết, hơn nữa ngươi cũng là lén trốn ra ngoài. Loạn ma hải này rối loạn như vậy, ngươi gặp phải bất trắc cũng là chuyện bình thường, sẽ chẳng ai nghi ngờ huyết ma gia tộc bọn ta cả. Hạ Thống Lĩnh nhếch mép cười, răng hắn rất nhọn, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một thứ hàn quang lạnh lẽo. Dựa vào các ngươi mà cũng đòi bắt ta, đôi mắt to của Mộ Linh San đảo quanh không ngừng nhìn xung quanh. Hà hà, ta biết ngươi là thiên tài nghìn năm có một của bất tử thánh kình tộc. Mới tuổi này đã tu luyện được bất tử diễn thiên pháp, nhưng dù sao ngươi vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa đã bị trưởng lão của bọn ta đích thân phong ấn, hiện giờ ngươi có được mấy khả năng phản kháng chứ? Hạ Thống Lĩnh cười lạnh lùng. Hừ, vậy thì các ngươi cứ thử xem. Mộ Linh San bỗng nhiên lao tới, lam quang trên tay lấp lánh, sau đó đập xuống mặt biển, kình đào mạch ba, bùm, lam quang lan tỏa từ bàn tay Mộ Linh San, sau đó mặt biển bùng nổ, ngọn sóng cao hàng trăm trượng quanh người Mộ Linh San cuộn lên. Thanh quang tỏa ra thứ sức mạnh kinh người, rầm. Ngọn sóng đem theo sức mạnh kỳ lạ ập ra xung quanh, một vài cường giả của huyết ma gia tộc không kịp trở tay bị chấn động bay đi, không được để nó chạy mất, nếu không hậu quả tự chịu. Ánh mắt Hạ Thống Lĩnh đỏ ngầu, sát khí bùng phát. Hắn tung quyền, kình lực cuồng bạo đánh tan ngọn sóng khổng lồ, sau đó quét mắt hét lên, rõ, cường giả huyết ma gia tộc cùng đáp lời, sau đó điều khiển sang ngư sông tới,
tay cầm tam xoa kích sắc nhọn, biến thành vô số quang ảnh tấn công Mộ Linh San. Vạn kình trường, Mộ Linh San dẫm lên ngọn sóng bay lên, thân hình nhỏ bé linh động chuyển động trên không, tung một trường ra, lam quang biến thành một con cá kình khổng lồ to mấy trăm trượng lao ra khiến mấy chục cường giả Huyết Ma Sa tộc bị đánh lật, một trường đánh ra được một lỗ hổng. Mộ Linh San nhanh chóng bay về phía đó định chạy đi, nhưng thân hình to lớn của Hạ thống lĩnh đã xuất hiện trước mặt, kình phong mạnh mẽ công kích thẳng tới cổ họng Mộ Linh San, cút ra. Mộ Linh San gặp phải nhiều tầng ngăn cản, đôi mắt đen lái hiện lên sự phẫn nộ, sau đó bàn tay có lam quang lóe lên, một tấm lá chắn màu đen che được toàn bộ thân thể xuất hiện. Tấm lá chắn này rất dày và chắc chắn, đen tuyền một màu, bên trên có rất nhiều hoa văn ảo diệu, khi nó xuất hiện một thứ năng lượng đặc biệt tỏa ra khiến cả không gian như rung chuyển. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.